Và để liên tục chương trình văn nghệ hôm nay, Phương Thúy sẽ gửi đến vị một và sáng tác của Việt Sơn, bài Tân Cổ được mang tên Khung trời miền Hạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh chỉ về miền Hạ mấy lần thôi, mà để lại trong nghĩ phận mình nghèo, em đâu dám mơ ước gì hơn, chỉ mong sao mình có nhau mãi mãi. Nhưng anh cứ đi như nước sông bỏ bài em ở nơi này, miền Hạ đời chờ anh. Hồn quả đô hội không còn nhiều cô gái về nghèo chắc già đời chờ anh. Thuận Mỹ Châu Thành vừa nước dẫn dư